Xin chào thầy và các bạn, em tên là Nguyễn Văn Công, mã số sinh viên là 171-42219. Sau đây em xin làm video để giải quyết bài tập số 12 là điều khiển động cơ DC như video hướng dẫn. Thì đầu tiên em sẽ thiết kế sơ đồ nguyên lý. Rồi, để tiết kiệm thời gian thì em đã vẽ trước và bây giờ em sẽ giải thích. Thì chúng ta cũng cấp nguồn cho bích 1C887, rồi cung cấp thạch anh cho bích. Em sử dụng ba nút nhấn là up, down và start để up để tăng cấp độ động cơ và down để giảm cấp độ động cơ, và start stop là nghĩa là cho động cơ chạy. Chân up thì em sử dụng chân là RB0, chân down là em sử dụng chân là RB1, và chân start stop là em sử dụng chân RB2. Rồi, về điều khiển động cơ thì em sẽ dùng IC là L298 để điều khiển, và chân cho phép 1 là sẽ vào ngõ vào là chân IN1, và chân RC3 là sẽ ngõ vào là chân IN2, rồi chân RC7 là sẽ nối với hai chân cho phép là Enable A và Enable B, và hai chân Sen Asa là Sen B là sẽ nối với đất, chân RD nối đất. Và ngõ ra thì AO1, AO2 sẽ nối với động cơ. Và ở đây em sẽ có một bộ là chỉnh cầu chỉnh lưu. Ở đây sẽ còn một cái bus to ring để cấp nguồn. Thì em sử dụng thêm một cái option code để đo tín hiệu, để xem thử sự thay đổi độ rộng của xung. Sau đây là sơ lược về sơ đồ nguyên lý của em. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là giải thích lưu đồ. Thì lưu đồ thì đầu tiên là em sẽ bắt đầu chương trình, rồi khai báo các thư viện, rồi cấu hình các chân, rồi các biến cần thiết. Rồi tiếp theo là em sẽ khởi tạo BWM, rồi cắt bọt. Đầu tiên để chạy chương trình thì em sẽ nhấn start stop, điều kiện mà đúng thì sẽ đảo trạng thái động cơ. Ví dụ như là trạng thái động cơ đang bằng 0, có nghĩa là đang ở trạng thái dừng, thì khi mà em nhấn nút start stop thì sẽ đảo trạng thái, thì cho là trạng thái động cơ sẽ là lên 1 để cho nó chạy. Điều kiện mà đúng lên 1. Rồi sau đó tiếp theo là em sẽ nhấn up. Up ở đây có nghĩa là khi mà em nhấn up thì sẽ cái cấp độ động cơ sẽ tăng lên, để tăng lên cái cho động cơ sẽ quay nhanh hơn. Ví dụ như đầu tiên là trạng thái động cơ bằng 0 thì sẽ chưa quay, mà khi em nhấn up thì tăng lên trạng thái lên, thì cho bằng 1, bằng 2. Khi bằng 1 thì động cơ sẽ quay chậm, xong rồi là 2 sẽ quay nhanh hơn. Cái lần lượt khi mà trạng thái động cơ bằng 10 thì là tốc độ max là sẽ lớn nhất. Đây, nhấn up thì cấp độ động cơ sẽ tăng lên 1. Điều kiện mà sai thì là sẽ trường hợp là nhấn down. Mà khi mà nhấn down á thì điều kiện mà đúng thì cái cấp độ động cơ sẽ giảm đi một đơn vị. Thì ở đây em có một sự ràng buộc là khi mà cấp độ động cơ mà nó nhỏ hơn 1 á thì em sẽ cho nó là tốc độ động cơ bằng 1. Còn khi mà cấp độ động cơ mà nó nhỏ hơn nó bằng 10 thì nó sẽ khi mà em nhấn sẽ down thì giảm xuống là 9, rồi xong là 8, rồi 7, lần lượt như vậy. Rồi, nếu mà điều kiện là em sẽ điều khiển được tốc độ động cơ và đi đến kết thúc. Khi mà nhấn start stop mà chưa được nhấn á thì cũng điều kiện nó bị sai đi. Thì sau đây là sơ lược về lưu đồ của em. Rồi, kế tiếp thì em sẽ tiến hành là viết code. Thì code thì đầu tiên cũng là khai báo thư viện là 16F887.h. Rồi thạch anh là 20m. Rồi em sẽ cấu hình các chân như là chân up là em dùng chân B0, và chân down là em dùng chân B1. Start stop thì em sẽ dùng là chân B2, cũng như là hồi nãy em đã làm đây khai báo đây. Up là chân B0, rồi down là chân B1, và start stop là chân B2. Rồi.
Rồi em sẽ define cái chân cho phép là chân B7 là chân cho phép L298 hoạt động. Thì khai báo một số biến như là unsigned 16 value. Value ở đây là gồm 10 bit thì em sẽ khai báo nó là in 16. Rồi value là có tốc độ, nghĩa là khi mà em sử dụng cái lệnh là set BWM1 duty value, nghĩa là để thay đổi tốc độ động cơ. Cái biến này chính là biến value. Em sẽ khai báo là trạng thái động cơ. Thì các bit chỉ là động cơ thì chỉ in 1 thôi, vì nó chỉ có hai trạng thái là 0 bằng 1. Khi mà trạng thái động cơ bằng 0 thì động cơ là sẽ dừng, trạng thái động cơ bằng 1 thì động cơ sẽ chạy. Rồi, kế tiếp em sẽ viết chương trình con là kiểm tra start stop. Có nghĩa là khi mà nhấn, khi mà đầu tiên là kiểm tra start stop được nhấn hay chưa, xong rồi em sẽ tiến hành là xử lý lại chống dội đó, như delay 20 ms giây, rồi kiểm tra thử có nhấn lúc start stop hay không. Rồi em sẽ nhả phím và trạng thái động cơ là sẽ thay đổi, cái động cơ sẽ đảo, có nghĩa là khi bằng 0 thì sẽ bằng 1 và khi bằng 1 sẽ bằng 0. Tác dụng của lúc nhấn start stop sẽ là như vậy. Rồi nếu như mà trạng thái động cơ bằng 1 thì em cho là được chạy á, trạng thái động cơ bằng 1 là trạng thái được chạy, thì em sẽ bắt đầu cho là cấp tốc độ là bằng 1. Ngược lại thì nếu mà trạng thái động cơ bằng 0 thì em là không được chạy, thì em sẽ cho cấp tốc độ bằng 0, có nghĩa là không được chạy. Kế tiếp em sẽ tiến hành kiểm tra cái nút up. Thì cụm đầu tiên thì cũng gọi là nếu mà nút up được nhấn, và em sẽ xử lý chống dội là delay 20 ms giây, rồi kiểm tra là nếu mà được nhấn nữa thì sẽ chờ thả phím, thì em cho cấp tốc độ sẽ tăng lên một đơn vị là 1, xong rồi nếu mà nhấn up thì tăng lên là 2, 3, 4, 5, 6. Rồi nếu mà cấp tốc độ mà lớn hơn 10 thì em sẽ cho cấp tốc độ là bằng 10, bởi vì giá trị max của cấp tốc độ chỉ là bằng 10 tối đa thôi. Cho nên là đây là cái điều kiện ràng buộc để cho cấp tốc độ không được vượt quá giá trị mình yêu cầu. Kế tiếp thì em sẽ kiểm tra cái nút down. Nút down thì cũng là kiểm tra như các nút nhấn còn trước. Thì cũng đầu tiên là nếu mà nút down mà được nhấn, đây là nếu như mà input down mà bằng không thì lần nhấn, thì em sẽ xử lý chống dội như là delay 20 ms giây, rồi kiểm tra lần nữa là nếu mà nút down được nhấn thì chờ thả phím thì cấp tốc độ sẽ giảm đi một đơn vị. Ở đây có một cái điều kiện đặc biệt là nếu mà cấp tốc độ mà nhỏ hơn 1 á thì em sẽ cho cấp tốc độ bằng 1. Mình sẽ đề phòng mấy trường hợp như mà khi mà cấp tốc độ đang bằng 1 nhưng mà trường hợp mà mình chưa nhấn start stop thì mình vẫn phải lưu giữ giá trị nhỏ nhất của nó là bằng 1, chứ không thể nào mà cho tốc độ nó giảm xuống bằng 0, là khi mà bằng 0 thì động cơ sẽ dừng. Điều kiện như vậy thì sẽ sai, không đúng như yêu cầu đề bài đã đề ra. Khi vào chương trình chính thì em sẽ switch bọt C chính là bọt ngõ ra, bọt B chính là bọt không nhân FS, có nghĩa là ngõ vào. Em dùng một số chân như là B0, B1, B2 nhưng mà em vẫn khai báo là nhân FS. Thì em sẽ output chân low spin spa thì cho cái động cơ, cho phép động cơ chạy thuận. Rồi em sẽ set up chân cho phép 1 và gọi là cho phép BWM, có nghĩa là cấu hình cho chân cho phép 1 là chân out của BWM. Rồi em sẽ dùng chân timer 2 là setup timer 2 T2 disk 316 là bộ chi trước là 16 và chu kỳ là 249 và bộ chi sau là 1. Thì bộ chi sau thì mình có thể chọn tùy ý từ 1 đến 16 bởi vì cái nó không ảnh hưởng cho đến cái BWM. Thì em sẽ, cái điều kiện này chính là thiết lập chu kỳ xung là BWM bằng 0.8 giây. Set timer 2 bằng 0 là cho giá trị ban đầu chạy là bằng 0. Rồi output 2 là cho phép, nghĩa là cho phép L298 hoạt động. Rồi đầu tiên em sẽ value cho giá trị value bằng 0, rồi trạng thái động cơ bằng 0, tốc độ bằng 0. Sau là set BWM duty value thì nếu như mà value bằng 0 thì đầu tiên là chưa chạy nè. Rồi khi mà vào vòng lặp vai chu thì nếu như mà trạng thái động cơ bằng 1 là động cơ đã được chạy thì mới kiểm tra nút nhấn up down được. Đây. Sau đó tiến hành kiểm tra nút start stop. Rồi nếu cái giá trị value chính là bằng cấp tốc độ nhân với 100. Rồi khi mà chúng ta thay đổi nút up down thì sẽ cho thì sẽ tăng lên. Rồi sẽ set BW1 duty value. Rồi
chúng ta không bao chương trình rồi không lỗi phần báo, bây giờ chúng ta tiến hành cho mô phỏng. Em sẽ tiến hành chạy mô phỏng. Đầu tiên em sẽ nhấn Start Talk. Rồi động cơ đã bắt đầu chạy. Rồi em sẽ tăng tốc độ lên. Đây, bằng 3 đây, bằng 4, bằng 5. Động cơ đã quay nhanh hơn. Bằng 6, bằng 7, bằng 8, bằng 9, bằng 10. Đây, tức là tốc độ max của động cơ. Nó sẽ giảm. Động cơ đã quay chậm lại hơn. Thể thao động cơ đang bằng 8, bằng 7, 6, bằng 5, bằng 4, bằng 3, 2, bằng 1. Bằng 1 sẽ không bị nhấn nữa. Và những start sẽ dừng động cơ. Cảm ơn thầy và các bạn đã xem video của em.